Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 là sự kiện thể thao lớn nhất trong lịch sử các kỳ đại hội với hơn 17.000 người tham gia, trong đó có hơn 10.000 vận động viên đại diện 63 tỉnh, thành phố và lực lượng vũ trang tranh tài ở 43 môn thi đấu. Lần đầu tiên đăng cai tổ chức đại hội thể thao toàn quốc với 21 môn thi đấu, Quảng Ninh thể hiện sự chuyên nghiệp, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, qua đó đã tạo được ấn tượng tốt đẹp với các đoàn thể thao, vận động viên các địa phương cũng như du khách và nhân dân trong tỉnh. Tại thị xã Đông Triều, cờ tướng và cầu lông là hai môn thi đấu được tổ chức tại khu du lịch Quảng Ninh Gate và nhà thi đấu Trung tâm Thể thao Văn hóa thị xã. Cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, sự chuẩn bị chu đáo của thị xã Đông Triều về cơ sở vật chất, điều kiện ăn ở, tập luyện, các vận động viên đã có được tinh thần, thể lực tốt nhất để bước vào thi đấu. Mình tới Đông Triều thì mình cảm thấy mọi thứ tới bây giờ vẫn ổn. Công tác chuẩn bị mọi thứ đều rất là chu đáo, rất chuyên nghiệp. Mọi thứ đến bây giờ mình thấy rất là ổn, chưa có vấn đề gì xảy ra. Chứ mắt là giải đồng đội, mình sẽ cố gắng vào chung kết và giải cá nhân mình cũng cố gắng vào chung kết. Mình mục tiêu đề ra là hai trận chung kết ở giải đồng đội và giải cá nhân. Nếu mà được hạng nhất thì tốt. Lần đầu tiên em tham gia môn cầu lông tại ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Em thấy điều kiện sân ở đây rất tốt. Ánh sáng cũng rất tốt, rất là chuẩn. Còn ăn uống ở đây thì em thấy khá ok. Ăn uống cũng góp phần rất là quan trọng cho vận động viên để mang lại sức khỏe và tinh thần thi đấu cho vận động viên rất nhiều. Đây là cái giải đại hội đầu tiên mà em thấy là hoành tráng nhất từ trước đến giờ. Tức là về cái khâu tổ chức và đón tiếp vận động viên thì em thấy rất là nhiệt tình. Và cái điều kiện cơ sở vật chất ở đây cũng rất là tốt. Rộng rãi thì nó thoáng mát cho vận động viên có thể là đi lại tập luyện thể dục. Nó sẽ giúp cho vận động viên thi đấu tốt hơn. Mình thì cũng đi thi đấu rất nhiều nơi, rất nhiều tỉnh rồi. Nhưng mà mình đến đây thi đấu thì mình thấy cái địa điểm ở đây rất là tốt. Cơ sở vật chất là tốt hơn những tỉnh khác mà họ tổ chức. Và ở đây thì địa điểm rất là đẹp. Nơi ăn chốn nghỉ thì cũng khá là đẹp và thoáng mát và sạch sẽ. Còn thì khâu tiếp đón của các bạn lễ tân cùng resort ở đây thì cũng khá là chu đáo. Nói chung là cũng anh em kỳ thủ mà tâm lý tốt mà nó được thoải mái thì thi đấu nó sẽ tốt hơn.